Ngọc chào cả nhà hết nha. Hôm nay Ngọc đi làm xong rồi Thanh Ngọc dẫn cả nhà đi dạo phố và ghé cái tiệm bông của bạn mình, rồi mình review bông cho cả nhà cùng xem nha. Cả nhà thấy bông đẹp không? Đó. Rất đẹp nha cả nhà. Đây nữa nè. Cả nhà mình nhìn thấy bông đẹp không? Đủ rồi bông hết nha cả nhà. Đủ rồi bông rất là đẹp. Cho cả nhà mình chiêm ngưỡng bông nha. Hoa. Đó, lúc ở trên luôn. Tiệm hoa này của bạn mình nha. Đây là bông hồng vàng nè cả nhà. Cả nhà thấy bông hồng vàng không? Thấy dễ thương chưa? Đây là bông trắng. Màu sắc hết nha cả nhà ơi. Mình cho cả nhà chiêm ngưỡng hoa đẹp. Đây cả nhà thấy cái tắc chưa? Cái tắc tí tẻo tèo tèo nha. Nhà chiêm ngưỡng hoa đẹp lắm không? Bông thiệt nha cả nhà chứ không phải bông giấy đâu nha. Bông thiệt không á. Đây cũng là bụi tắc nha. Cái này là bông cúc. Từng chậu nha cả nhà. Hai chậu lớn.
Nhìn thấy đẹp hơn cả nhà. Giải phố cổ ngày xưa nè cả nhà. Mình ra tới về phố rồi nha cả nhà. Đây là cái hàng giải bông mà mình mới vừa mình đang quay. Dạ, học sinh đi học cả nhà. Mình đang đi về phố. Kẻ qua người lại ha, nhưng mà học sinh tìm bán quần áo rồi cả nhà. Đây là tiệm chino, tiệm chino bán áo đầm, giúp áo đầm cưới á cả nhà. Có bộ đồ bay bán đẹp quá. Bộ đồ bay, bộ đồ bay màu hồng cả nhà. Quá đẹp, 37, 38 đồng. Bộ đồ bay. Giày ống son này còn 25 euro. Ở cả nhà thấy bóp đồng không? Dài. Ai có nhu cầu mua dài dài gì? Dài ống không? Đó, cả nhà thấy tiệm không? Đây đồ cưới. À, áo đầm cưới đó cả nhà, màu xanh và màu trắng và đồ vest và đồ cưới của đàn ông luôn nha. Quá trời đẹp luôn. Còn đây là đồ của em bé đi đám cưới. Của em bé đi đám cưới cả nhà thấy đẹp không? Rồi dưới này là đồng hồ bông, lắc tai, dây cổ, mặt kiến, nón, bao tay, khăn, giày dép, bóp đầm để đám cưới đó cả nhà.
Ở cả nhà thấy mấy cái bóp không? Đó, bóp màu xám với bóp màu màu gì màu bạc bạc á. Thấy đồ cưới đẹp không cả nhà? Đồ cưới đàn ông đàn bà. Và ở đây là tiệm bán hoa luôn. Đây bán hoa Huệ. Nhưng mà ở đây bán hoa không đẹp bằng đằng kia. Ở đây nó bán không đẹp đằng kia nha. Thôi cái video mình xin kết thúc ở đây nha cả nhà. Chào cả nhà hết nha. Ồ quá.